Ca sĩ Quang Hà bật khóc khi đang biểu diễn trên sân khấu. Đêm nhạc Mùa thu yêu thương của ca sĩ Quang Hà diễn ra tại Cung văn hóa hữu nghị Việt Sô, thành phố Hà Nội với các khách mời là ca sĩ Thu Phương, ca sĩ Lệ Quyên. Đây là sâu diễn tiếp theo trong chuỗi 12 đêm nhạc diễn ra ở các tỉnh thành như Hà Nội, Nghệ An, Huế, Phú Yên, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh trong 4 tháng cuối năm 2022. Ca sĩ Quang Hà tâm sự, trước đêm diễn anh đã vô cùng lo lắng, hồi hộp vì đây là lần đầu anh trở lại biểu diễn tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô thành phố Hà Nội sau vụ cháy lai sâu 3 năm trước. Khi ấy, ca sĩ thiệt hại hơn 30 tỷ đồng, tinh thần suy sụp, tuyệt vọng. Ca sĩ cho hay anh may mắn khi có sự đồng hành của người quản lý hơn 20 năm. Với anh, anh Quang Cường là tri kỷ, không thể tách rời. Anh trai chăm sóc Quang Hà từng miếng ăn, giấc ngủ và tất cả các công việc nghệ thuật. Tại đêm nhạc, ca sĩ Quang Hà trình diễn các bản hit quen thuộc như Trong năm không quên, Màu mắt Nhung, Vì anh thương em, Mùa thu yêu thương, Ngỡ, Đường xa ướt mưa. Sau đó, anh hát ca khúc Mẹ yêu ơi để dành tặng khán giả nữ và mẹ ruột ngồi phía dưới. Với chất giọng giàu tình cảm, ca sĩ khiến khán giả bật khóc vì xúc động. Riêng Quang Hà khi nhắc về mẹ, anh cũng không kìm được cảm xúc và rơi nước mắt ngay trên sân khấu.